Con anh lấy xe à? Anh đang muốn tô vô lăng. Tô vô lăng ra đúng không anh? Ok. Tô vô lăng mấy anh làm gì đây? Anh đang muốn phe ra răng nhưng mà sợ lâu, bởi vì anh phải đi Phú Yên bây giờ. Ôi, thế thì cái bọc, cái khâu vô lăng này phải mất ngày, gần ngày. Mất gần ngày cơ? Đúng rồi, cái khâu vô lăng này có phải đấy đâu. Khâu vô lăng này có phải là cứ tháo ra, riêng tháo, tiếng tháo ra xong là thợ nó khâu. Cái này có phải mất là tầm già buổi chứ không phải là cứ bọc vào thế là khâu nhanh được đâu. Khâu nó phải chuẩn chứ không, không phải. Cái này nó khâu tay, toàn khâu tay hết mà không phải là nó có form riêng theo đấy đâu. Thế ví dụ mà khâu vô lăng đấy quay ra căng này thì anh muốn dán cái dán thì dán được, dán đề can màu trắng nhưng mà đoạn này anh ra đây gì? Nhưng mà nếu mà anh dán cắt xuống đây nó hơi xấu. Bởi vì là không sơn thì nói chung là nếu mà anh muốn trắng ấy thì phải trắng ra con này nó liền ra đây này. Cắt thì cắt đây cũng được nhưng mà nhìn nó bị cắt nó không có cái có cái điểm gấp. Ví dụ như nó có cái điểm gấp em gấp hẳn ở trong này ấy, thì là nhìn nó khác. Còn nếu mà cắt đây nó có một đường mà mấy hôm nữa là anh đi rửa xe nó không có điểm gấp, cái đề can là nó bong. Nhưng cái đề can mà nó không gấp vào ấy, mà lộ bên ngoài ấy, anh đi rửa xe một thời gian là nó bong. Vâng, đấy. Mới lại là cái này nó không ăn đâu, cái gân này ấy. Cái gân này mai kia là khi trời nắng vẫn là cái keo ở trong cái nó nhả ra. Sơn thôi. Sơn. Cái phần sơn cả trước cả sau này thì nói chung là nếu mà làm cả sơn cả trước cả sau này xong rồi phay ra răng này, bọc vô lăng này thì là mất bao nhiêu? Mất ngày. Mất ngày xong sáng mất sẽ mất một ngày. Mất ngày. Chứ là một lần vàng anh sao được? Vâng, chứ là xe mới. Anh hẹn em vào sáng thứ hai thì sáng thứ ba đi, sáng thứ hai đi đăng ký thì có phải mang xe đúng kia. Sáng thứ ba anh hẹn em thì anh mang cái xe qua. Cơ bản là như này, bây giờ không làm nó vội vào cho xong anh vừa cần xe với lại là làm nó không đảm bảo cho anh. Đấy, chứ không làm vứt hẳn xe một ngày đây, em làm tất cả các mục anh cần làm hết là xong. Đấy, em tư vấn là cái phần này là mình lên sơn đúng không? Nếu mà muốn đẹp thì chỉ có sơn ạ. Muốn đẹp thì chỉ có sơn thôi. Muốn đẹp thì chỉ có sơn thôi, nhưng mà sơn con này khổ lỗi bây giờ nó như này nhá. Cái hiện tại cái nhựa nó là đang là nhựa nhám chứ không phải là nhựa bóng. Nhựa nhám mà sơn bây giờ cái màu trắng này là nó bị rỗ. Thì chỉ có sơn răng bóng, mà sơn răng bóng thì chỉ có sơn ra bóng, bóng cái này nó hơi khó, bóng cái này mai kia nó bị nó không, cái mặt của này nó không phải là mặt phẳng. Thì khi mà sơn cái nó bị chảy cái sơn này. Em nói rằng là anh sơn thì sơn được nhưng mà sơn cái này thì nó sẽ không được đẹp lắm. Chỉ có cái mặt đằng sau, đằng sau này. Đây đây đây. Nếu mà sơn xịt vào thì nó lại không đều, nó lại sơn được. Còn phần cản sau này thì có cản sơn được không? Sau đây thoải mái. Bởi vì phần cản sau nó vẫn còn cái phần nó cũng như này. À, nó cũng bị đoạn này. Sơn thì vẫn sơn được thôi, không vấn đề, nhưng mà sơn thì cái này thì chắc là vẫn sơn được, bắn nhẹ thôi. Bắn mạnh nó bị chảy sơn, bắn nhẹ thì mất được. Anh muốn làm cái mí hết này, trắng hết đi. Ok, được. Đấy thì cái đấy tầm một ngày. Thì, ngày đúng không? Dạ vâng. Cả gắn nóc kia này nữa, gắn nóc đen. Cố gắng một ngày cho anh xong hết tất cả mục luôn. Thì như thế thì anh thoải mái thời gian chứ không? Nếu mà hôm đấy mà bấm điện xong rồi thì thoải mái, có chè đêm 1-2 hôm cho em được. Vâng. Anh chở bọc vô lăng nó nhanh thì anh không quay bọc trước. Không, bọc vô lăng này cái này vô lăng khâu thì vẫn là bọn riêng thợ khâu, nó không có giả bùa xong rồi tháo lắm nó tầm tiếng ạ. Đấy, bởi vì là này cái này nó không có form đâu, tôi khâu tay hết mà. Vâng, chứ không phải là nó úp vào phát nó có luôn của con này đâu. Ok. Vâng, vâng. Đấy thì hôm nào thì anh chốt như thế thì thiếu sáng cái ba. Dạ vâng, ok thì cứ hôm nào xong thì cứ cầm qua đây cho em làm cho thoải mái, ngày cố gắng xong hết cho anh. Cho nó đảm bảo nhá. Vâng.